Alo, xin chào anh em đã đến quay trở lại với TNC Channel. Hôm nay là mình có hai cái mic, một cái mic ở đây và một cái mic đặc biệt, lát nữa tác dụng nó là gì anh em sẽ biết. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một sản phẩm rất thú vị. À không, không phải cái này. Cái này chỉ là cái thước của mình thôi, một cái công cụ mà giúp cho mình và anh em có thể đánh giá được sản phẩm ngày hôm nay một cách gọi là nó thorough hơn. Ok, và sản phẩm ngày hôm nay là gì? Đó chính là một chiếc bàn phím cơ. Tại sao bàn phím cơ mình lại cần phải mang thước? Anh em cứ theo dõi video rồi sẽ biết. Bây giờ intro cái đã. Chiếc bàn phím cơ mà ngày hôm nay chúng ta cùng nói tới, cũng lâu lâu rồi anh em mình không làm về bàn phím cơ đúng không? Đó chính là chiếc bàn phím cơ Idra EK3104 Pro Cherry. Nhưng cái tên ở trên hộp này nó chưa đầy đủ. Tên đầy đủ của nó là... Để mình đọc trên web của tncstore.vn cho anh em xem. Đây là chiếc bàn phím cơ Edra EK3104 Pro Sky Dodge. Nói chung là đây là phiên bản bàn phím cơ Edra EK3104 Pro dùng Sweet Cherry. Và cái Sky Dodge này của nó ấy, thì mình cũng không hiểu lắm là ý nghĩa của cái từ Dodge này nó là gì. Thì mình có ngồi Google Translate thì hóa ra đây là tiếng Đức anh em ạ. Và đọc như này cơ. Đấy. Anh em nào mà học tiếng Đức thì có thể phát âm từ này hộ mình nhá. Và ý nghĩa của nó là dao găm anh ạ. Nghe nguy hiểm không? Con dao găm trên trời, một nửa tiếng Anh, nửa tiếng Đức, một bầu trời dao găm, Sky Dodge. Kiểu đấy. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc bàn phím cơ này. Hiện tại thì tại TNC Store bọn mình có đầy đủ các phiên bản Switch của chiếc bàn phím cơ này luôn, gồm có Cherry, MX Red, Blue, Brown và Black. Đấy, để tùy cho anh em có thể lựa chọn. Ở đây thì mình sẽ đập hộp phiên bản là Red Switch. Về hộp của nó thì cũng như là những cái phiên bản Edra EK3104 bình thường trước đây thôi. Chúng ta sẽ có chiếc bàn phím được bọc lót rất là cẩn thận ở đây. Ngoài ra chúng ta sẽ có một tờ giấy trông rất là chỉnh chu. Nó không hề mang lại là một cái sản phẩm rẻ tiền. Giấy cán rất là bóng, rất là đẹp. Và chúng ta có một cọng dây rời ở đây. Đây, đây là cọng dây rời. Cái cọng dây này là cái điều mà mình thấy có nhiều anh em, người thì thích, người thì không. Ngoài ra chúng ta có một cái key puller nữa. À đâu, đây là key cap puller. Còn switch puller nó sẽ lại là cái khác. Và chiếc bàn phím cơ này chúng ta nó không có hot swap nha anh em. Tại sao mà mình lại nói là có nhiều anh em thích cái dây này, có nhiều người khác thì lại không thích? Đấy là cái dây kết nối của bàn phím cơ Idra nó là dạng dây xoắn như thế này. Về cơ bản thì chiều dài nó chỉ có như thế này thôi. Và nó sẽ rất phù hợp nếu như mà anh em sử dụng với laptop, hoặc là anh em có cái hub USB từ màn hình. Anh em sẽ cắm thẳng vào đằng sau màn hình này, xong cái này cắm ra bàn phím thì thôi rồi, nó gọn luôn, nó đẹp cực kỳ. Nhưng mà với những anh em nào mà cắm thẳng vào cây ấy, thì cái dây này nó không được giãn cho lắm. Anh em thấy không? Giãn ra xong nó lại co lại, nó hơi căng một tí. Nhưng mà không sao, quan trọng là chúng ta có một cọng dây rất đẹp, rất chất lượng và mang lại cái cảm giác là đây là một chiếc bàn phím cơ cao cấp. Và dĩ nhiên rồi, mang lại cảm giác thôi, chứ còn giá của nó thì không hề cao cấp một chút nào, chỉ khoảng 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu thì mình nghĩ là đây không phải một cái mức giá rẻ, không phải là bàn phím cơ giá rẻ nữa rồi, mà nó là một cái bàn phím cơ mà anh em nên tập trung và trải nghiệm nhiều hơn. Đến với nhân vật chính chúng ta là chiếc bàn phím cơ Edra EK3104 Pro Sky Dodge. Đây, anh em sẽ có cái cover để chống bụi. Khi mà anh em không sử dụng bàn phím cơ nữa thì anh em sẽ úp nó lên. Nó sẽ giúp cho bàn phím của anh em nó sạch sẽ hơn rất là lâu. Bởi vì là trong quá trình anh em sử dụng thì bụi nó vào cũng không nhiều đâu. Ví dụ một ngày 24 giờ thì anh em sử dụng mấy tiếng không? Khoảng 7-8 tiếng là cùng đúng không? Còn thời gian còn lại thì bụi nó sẽ bay vào. Đấy, cho anh em đậy vào sạch sẽ, gọn gàng, đẹp. Ok. Đấy, đây là phiên bản Red Switch nha, cho nên là chúng ta sẽ có cái âm gõ rất là đầm, rất là chắc. Về đây đây, cái này mới là cái quan trọng, cái mà tạo nên sự khác biệt giữa phiên bản Sky Dodge và phiên bản Pro bình thường, đó chính là bộ keycap. Anh em có thể thấy đây, chúng ta đã có một bộ keycap trông rất là trang nhã. Và đây là keycap PBT double shot nha anh em, double shot luôn. Đây, ví dụ mình nhổ đại một cái, anh em thấy không? Ở bên trong cái keycap này anh em sẽ thấy một lớp nhựa nữa có màu xanh Blue Sky. Màu xanh này nó cũng không hẳn là màu xanh Blue Sky đâu. Nhìn kỹ vào thì anh em sẽ nhận thấy đây là một cái màu xanh, xanh kiểu ngọc lục bảo ấy. Đấy, mình không biết là cái tên tiếng Anh nó gì. Đại khái là trông nó rất là xanh, rất là đẹp mắt. Và nó tạo nên một cái
bộ màu cho cái ký tự ở trên bàn phím cực kỳ là hài hòa, trang nhã. Tuy nhiên là nếu như anh em thích cái sự đơn giản, thích cái màu trắng truyền thống ấy, thì nó cũng không vấn đề gì cả. Tại màu xanh nó vẫn rất là sáng, rất là dễ nhìn. Cái điểm mà mình thích ở Edra ấy, Edra khi mà họ làm sản phẩm ấy, đấy là họ chỉnh chu trong từng cái chi tiết rất là nhỏ. Ví dụ như là trước đây ấy, có những chiếc bàn phím cơ của Edra họ có logo để ở đây này. Sau đó nhiều anh em bảo là trông thế nó không đẹp, nhìn trên xuống nó mất đi cái form, mất đi cái sự sang trọng của chiếc bàn phím. Thế là Edra họ đã tiếp nhận những ý kiến đó và họ đưa logo xuống góc dưới này. Đấy, phần dưới này anh em sẽ có phẳng hoàn toàn, góc dưới bên phải sẽ là logo nhá. À, các cái góc cạnh của nó rất là sắc sảo, rất là sắc nét. Nói chung là về những cái đường viền nhựa hay gì đấy thì mình gần như là không thấy, nó rất là gọn. Nó tạo nên một cái gì đấy rất là chỉnh chu trong cách làm sản phẩm. Có thể là nó chưa cao cấp vượt trội về chất liệu hay là về thiết kế, nó có sự gì đấy gọi là nó khác biệt, nhưng nó rất chỉnh chu. Đấy là điều mình có thể khẳng định ở trên chiếc bàn phím cơ này. Ở mặt sau thì anh em sẽ có đây, anh em sẽ có chân kickstand hai kích thước. Đấy, anh em có thể chọn một cỡ thấp này hoặc một chọn một cỡ cao hơn. Đây là cái mà mình cũng rất là thích, bởi vì là thường thì mình sẽ dùng cái cỡ ở giữa này, trong khi là những chiếc bàn phím cơ thông thường ấy mà nó không có hai nấc này thì hầu như nó sẽ chỉ là cái nấc cao thôi, và cái nấc giữa này mình dùng rất là thoải mái theo cái form tay cũng như là tư thế ngồi của mình. Về cái layout bàn phím thì đây là layout full size 104 phím bấm bình thường thôi, cho nên là cũng không có gì để nói cả. Về chức năng thì cũng không có những cái phím kiểu media control, không có tích hợp tăng giảm âm lượng hay là tăng giảm độ sáng gì cả. Đây là một chiếc bàn phím cơ thuần. Chính xác nó là rất là thuần luôn, nó sẽ mang lại trải nghiệm tập trung nhất cho anh em vào cái trải nghiệm gõ phím. Và nói đến trải nghiệm gõ phím thì đây là một cái điều rất là quan trọng ở bàn phím cơ, đúng không? Chúng ta không thể nào sử dụng những chiếc bàn phím cơ ví dụ như cái này, mình sẽ không nói tên của nó đâu, nhưng mà đây là một chiếc bàn phím cơ giá rẻ cách đây khoảng một vài năm mình đã được sử dụng, và đến bây giờ mình vẫn sử dụng nó ở trên TNC Studio. Và bây giờ sẽ là cái phần mà mình muốn nhấn mạnh với anh em này, về tại sao mà Edra họ rất là chú tâm vào làm sản phẩm. Đây, đây là một chiếc bàn phím cơ sử dụng Blue Switch, Switch của gì đó mình, Switch của Neu. Anh em nghe tiếng nhá, cái tiếng này nó không phải là do Switch mà nó do toàn bộ cái bàn phím cơ nó mang lại. Ví dụ mình sẽ gõ anh em nghe này. Ok, có thể là Neu Switch Blue, cái tiếng clicky nó vẫn rất ok đúng không? Nhưng nếu anh em gõ mạnh tay hoặc là anh em gõ mà không để ý ấy, anh em sẽ nghe thấy cái tiếng, anh em sẽ nghe thấy cái tiếng bottom out của nó rất là to. Anh em thấy không? Đấy, cái tiếng bottom out nó rất là lớn, trong khi cái mà mình muốn nghe khi mà mình sử dụng bàn phím cơ đấy là cái tiếng clicky. Đây, mình có một chiếc Edra EK3104 Pro Sky Draw Doll phiên bản Blue Switch. Đây, đây là Blue Switch. Mình đã bung nó ra rồi, nhưng mà lát nữa thì mình sẽ nói thêm về cái khoản bên trong nó sau. Bây giờ mình sẽ gõ thử cho anh em nghe xem là cái phiên bản này nó khác với cả cái chiếc bàn phím cơ giá rẻ của mình nó như thế nào. Anh em nhớ cái âm thanh vừa nãy chưa? Cái tiếng bottom out nó rất là rõ đúng không? Nó rất là to. Còn với chiếc bàn phím cơ phiên bản Cherry Sweet Blue này đến từ Edra, anh em nghe nhé. Đây, mình sẽ gõ một phím thôi để anh em nghe cái tiếng bottom out của nó. Tạch 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 tạch. Rất là đanh, rất là gọn, nó không hề bị đục một tí nào, nó rất là trong luôn. Đây, đây là với phiên bản Red Switch này. Anh em Red, mình gõ Red Switch để anh em dễ nhận ra tiếng bottom out của nó hơn nhé. Khi mà không có cái tiếng clicky nó lẫn vào, anh em sẽ dễ dàng nghe tiếng bottom out của nó hơn. Nghe thấy không? Nghe nó chắc đúng không? Nghe nó rất là gọn. Đâu ra đấy. Đấy, với phiên bản Blue Switch thì sao? Nó sẽ giúp anh em cảm nhận được rõ hơn cái tiếng clicky của cái Switch, cũng như là cái tiếng bottom out nó rất là gọn, rất là đanh, nó không bị đục, nó không bị thừa thãi, nó rất là vừa phải, nghe gõ rất là sướng, đặc biệt là nếu như mà anh em gõ nhanh.
Ui, nghe đau. Vậy thì lý do gì mà một chiếc bàn phím cơ Pro đến từ Edra EK3104 Pro này nó lại có thể mang lại cái chất âm như vậy? Thì mình đã bung ra rồi. Đây, đây là cái nắp của nó này. Đây là cái switch của nó này. Đây là PBT double shot nha. Rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có, đây là bên trong này. Anh em nhìn nhá. Ta sẽ có một cái cọng dây nối từ cái bo mạch của bàn phím ra cái cổng USB Type-C ở đây. Rồi, và chúng ta sẽ có thêm một cái này nữa. Đây là một cái miếng mút tiêu âm anh em ạ. Nếu như mà không có miếng mút tiêu âm này thì cái tiếng bottom out nó sẽ bị chói hơn, và nó sẽ có một cái độ đục, độ vang nhất định. Tại vì là bên dưới cái bàn phím lúc này không có gì lấp đầy cả, nó sẽ là một cái trống, một khoảng trống, và âm thanh nó sẽ bị va đập, va dội ở trong đấy, và anh em nghe nó sẽ khác. Và cái này anh em phải nghe kỹ. Anh em thấy không? Khi mà mình nhấn hết hành trình phím, chạm đến cuối cùng hành trình thì nó sẽ có tiếng cạch 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 cạch. Và đây là khi mà có cái miếng đệm tiêu âm này vào. Anh em nghe nó sẽ chắc hơn rất là nhiều. Đúng không? Đấy. Đấy là một cái sự phát triển rất là tốt mà Edra họ đã làm. Bên cạnh đó thì những cái phím lớn, ví dụ như là phím Space hay là phím Shift, phím Enter, thì cái Stabilizer của Edra họ cũng làm rất là tốt. Đây là phím cách mình đã tháo ra rồi. Cái Stab thì thuộc dạng là ẩn ở bên dưới, cái thanh cân bằng nó sẽ ẩn bên dưới. Và ở đây thì khi mà mình nhìn kỹ vào đây thì mình cũng nhìn thấy một cái lớp dầu nho nhỏ, một lớp dầu mà Edra họ đã lúp sẵn cho chúng ta. Ok, như vậy là chiếc bàn phím cơ này đã được lúp sẵn, cho nên là cái âm thanh nó mang lại nó rất là sạch sẽ, nó rất là gọn, nó không bị thừa thãi quá nhiều. Dĩ nhiên, chúng ta không thể nào đòi hỏi là một chiếc bàn phím cơ nó hoàn hảo ngay từ khi xuất xưởng, bởi vì dù sao đây cũng là một chiếc bàn phím cơ được sản xuất đại trà, được sản xuất kiểu rộng mà, cho nên là nó vẫn sẽ có những cái âm thanh nho nhỏ. Ví dụ đây, cái phím cách này mình sẽ gõ và anh em sẽ nghe tiếng clicky đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ gõ qua cái đoạn clicky và chỉ gõ cái đoạn mà trơn không thôi. Đấy, anh em vẫn nghe thấy lạch cạch một chút đúng không? Cho nên là nếu như mà anh em chơi kiểu sâu một tí ấy, chơi kiểu cực kỳ sâu ấy, anh em khó chịu với cái âm thanh lạch cạch đấy, thì anh em hoàn toàn có thể tháo tung ra và anh em loop lại một lần nữa, hoặc là thêm đệm cao su, thêm mút vào để nó giảm cái âm thanh nó đi. Nhưng mà về cơ bản như thế này mình nghĩ cũng là quá ok rồi. Thử với cái bản Red Switch nhá. Bản Red Switch này, phím cách nó sẽ không có clicky nữa. Lúc này anh em sẽ tập trung nghe cái âm thanh của cái stabilizer hơn. Đấy, nó cũng chỉ có một tiếng lạch cạch rất là nhỏ, rất là mỏng thôi. Ok, đây là một chiếc bàn phím cơ được hoàn thiện rất là tốt, mang lại trải nghiệm rất là ok. À quên, nãy giờ mình cứ mải nói về cái trải nghiệm của chiếc bàn phím cơ này mà mình không chia sẻ với anh em. Cái bộ keycap của nó, đây là bộ keycap Skydon anh em ạ. Đấy, chính là cái bộ keycap nằm trong tên của chiếc bàn phím cơ này ấy. Không phải là cái tên đấy do Edra họ nghĩ ra đâu. Đấy là tên của bộ keycap này. Và nếu anh em mua bộ keycap này rời ở bên ngoài, nó sẽ có giá vào khoảng trên 700 nghìn và gần 1 triệu cơ. Gần 1 triệu cho bộ riêng bộ keycap không thôi. Thích PBT Double Shot có tên là Skydon, phối màu đấy là màu cà phê xám và màu ghi đen, tích màu xanh dương, xanh ngọc lục bảo rất là đẹp. Đấy, riêng bộ keycap này không, anh em mua rồi, nó đã gần 1 triệu rồi. Mà trong khi cái bàn phím cơ của chúng ta có giá là 1 triệu 599 ngàn đồng. Hấp dẫn đúng không? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ phân tích sâu hơn vào cái bàn phím cơ này. Đây, ở bên dưới này anh em sẽ thấy là chúng ta có cái plate. Và plate này là bằng thép nha anh em. Bằng thép, nam châm có hút luôn. Đây là bằng thép chứ không phải là plate nhôm. Plate nhôm thì cũng được thôi, nó cũng cứng cáp. Nhưng nếu như mà nó bị bend ấy, kiểu nó bị bend anh em vặn này này, nó sẽ dễ bị deform hơn, nó sẽ dễ bị méo hơn và anh em nắn lại khổ hơn. Trong khi đó thì bằng thép thì nó sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều. Cái việc anh em bend thì nó sẽ rất là khó, nó rất là cứng. Và cái plate này nó sẽ có độ dày là 1,5 ly anh em ạ. 1,5 ly.
Không biết anh em có nhìn thấy số ở trên cái thước của mình không? Chắc là anh em nhìn thấy, hy vọng là anh em nhìn thấy. Đấy, cái số này là số 1,55 nha anh em. Cái phần tập phân thứ hai thì mình nghĩ là nó cũng khó thể chính xác được, nhưng mà đại khái là cái miếng thép này dày 1,5 ly, khá là dày. Còn cái switch thì sao? Thích PVT đúng không? Thích PVT chắc chắn là nó phải thích rồi, nó phải dày rồi. Cái switch này nó sẽ có độ dày là 1,2 ly. Uầy. Thề, cái phần viền này dày dã man. Cái cây cáp PVT thì nó sẽ mang lại cho anh em một cái bộ độ bền phải nói là tuyệt đỉnh sinh vật luôn. Độ bền của key cap PVT thì có lẽ không còn gì phải bàn nữa rồi. Nó rất là bền, nó sẽ rất là khó bị mài mòn theo thời gian. Những cái key cap mà sử dụng chất liệu ABS, anh em thấy gõ lâu ấy là cái bề mặt nó sẽ bóng lên đúng không? Còn PVT thì no, chuyện đó sẽ không xảy ra. Đó là tất cả những cái điểm nhấn cực kỳ là ấn tượng trên chiếc bàn phím cơ Edra EK3104 Pro Sky Dolce đến từ Edra, một thương hiệu của Việt Nam. Anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím cơ này? Mình thì mình thấy đây là một cái phiên bản hoàn thiện, có thể nói là hoàn thiện nhất mà Edra họ mang lại cho chúng ta. Đầu tiên là trải nghiệm phím cơ mà Edra họ làm với chiếc bàn phím cơ này nó đã rất là tốt rồi. Bên cạnh đó thì cái trải nghiệm về keycap của nó là một bộ keycap rất là ấn tượng, đúng không? Skydon, riêng bộ keycap này không thôi anh em mua rời đã gần 1 triệu rồi, trong khi bàn phím cơ chúng ta có giá 1,5 triệu. Hết cái để chia sẻ rồi. Có lẽ là trong những video lần sau, hay là anh em muốn mình test gì sâu hơn về những chiếc bàn phím cơ này thì hãy bình luận bên dưới video nhé. Link sản phẩm mình cũng để ở dưới phần mô tả video luôn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.